Cuối cùng thì mình sẽ tóm tắt một số ý sau đây cho các bạn dễ nắm về chủ đề ngày hôm nay nha. Thì các bạn biết rằng khi mà nuôi cá thì mọi người thường nói rằng vi sinh rất là quan trọng vì nó sẽ phân hủy phân ammoniac và tránh phát sinh vi khuẩn. Tuy nhiên mình có cần phải sử dụng chất tạo vi sinh hay không? Thì mình có thể nuôi cá vàng bằng cách là thay nước thường xuyên mà không cần sử dụng chất tạo vi sinh, bởi vì cái việc thay nước thường xuyên sẽ giảm thiểu cái chất ammoniac và chất độc trong cá, trong cái hồ cá. Nhưng mà đối với trường hợp mà bạn không có thời gian thay nước, hồ bạn quá lớn, 2-3 tuần bạn mới thay một lần, thì đối với trường hợp như vậy bạn nên sử dụng chất tạo vi sinh và nên tạo một cái môi trường sống, một cái môi trường thân thiện cho cá bằng cách là tự tạo vi sinh trong hồ cá. Và cái thời điểm chăm vi sinh là cái lúc mà bạn mới chạy nước, mới thay nước, khi mà chưa có cái lượng vi sinh hoặc là lúc mà có một cái lượng vi sinh rất ít. Thì đó là cái thời điểm mà gọi là mình chăm vi sinh một cách hiệu quả nhất. Vậy là mình đã chia sẻ xong với các bạn những cái điều cần biết về vi sinh rồi. Mình hy vọng rằng với các bạn mà còn đang băn khoăn không biết là có nên dùng vi sinh hay không, nên dùng như thế nào vào thời điểm nào, thì mình hy vọng rằng các bạn sẽ tìm được lời giải đáp trong video ngày hôm nay nha. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.